Xin chào các bạn. Ngạn ngữ cổ Trung Hoa có câu, sau khi khoác lên mình chiếc áo long bào thì ngay tức khắc vị hoàng đế đã khoác lên mình sứ mệnh giữ gìn giang sơn xã tắc. Những chiếc long bào cuối triều đại nhà Thanh đều đúng với câu ngạn ngữ này. Y phục được xem là một biểu tượng đặc trưng của từng triều đại khác nhau và hơn thế còn thể hiện vị thế của một người trong xã hội. Người dân trong xã hội phong kiến thì không được phép hay là thậm chí sở hữu những bộ trang phục của bậc vua quan, dù họ được phép bán chúng. Bất kỳ ai vi phạm những điều lệ này sẽ phải chịu hình phạt nặng, thậm chí là xử trảm. Mặc dù người Mãn Châu từ vùng Đông Bắc tái chiếm và đóng đô ở Bắc Kinh từ tay nhà Minh để thành lập nhà Thanh, nhưng nếu xét về khía cạnh văn hóa, phong tục tập quán và lễ nghi, người Mãn Châu vẫn phải học rất nhiều từ đất nước phát triển như Trung Hoa. Họ không những nể phục Trung Hoa bởi thể chế chính trị, mà còn khâm phục bởi những lễ nghi, văn hóa, phong tục, tập quán và thậm chí tôn giáo của người dân nơi này. Sau khi xâm chiếm Trung Nguyên, dù người Mãn Châu rất khâm phục văn hóa của người Hán, nhưng họ cũng tìm cách để tự hào về cội nguồn của chính mình. Do đó, việc du nhập những bộ y phục là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi người Mãn Châu chuyển đến vùng đất Trung Nguyên. Chúng được làm từ da động vật và có hình dạng con thú để tận dụng tối đa việc sử dụng nguyên liệu thô. Y phục hoàng tộc của người Trung Hoa với tay áo hình móng ngựa cùng cổ áo dài và nặng bắt nguồn từ truyền thuyết của người Mãn Châu. Kể từ khi người Mãn Châu sinh sống bằng việc săn bắn ở vùng Đông Bắc, họ phải tìm cách để chống chọi với cái lạnh thấu xương ở vùng đất này. Do đó, họ mặc phần y phục với tay áo dài để tránh rét trong những chuyến đi. Nhưng mà sau này, tay áo dài trở nên vướng víu trong cuộc sống thường nhật. Vì thế, triều đình đã quyết định cuốn tay áo lên và chỉ thả tay áo xuống khi giao thiệp với một người lạ nào đó. Truyền thống này xuất phát từ hoàng tộc và dần dần trở thành nếp sống của tất cả mọi người. Và trước khi chiếc áo bào được khoác lên long thể của hoàng đế triều Thanh, đã phải trải qua các công đoạn cầu kỳ và chỉnh chu, có khi mất đến cả năm để mà hoàn thành. Thậm chí trong khuôn viên triều đình còn có cả một nhà may chuyên dụng để may y phục cho nhà vua nói riêng và gia đình hoàng tộc nói chung. Kiểu mẫu và đường nét phải nhận được sự chấp nhận của hoàng đế và các vị đại thần trong triều đình trước khi được phép hoàn thành. Sau đó, kiểu mẫu này sẽ được chuyển giao đến các thợ làm lụa. Và sau khi vải đã hoàn thành thì một thợ thủ công sẽ cắt vải và chuyển đến một thợ may tiếp theo để hoàn tất phần thô của chiếc long bào. Sau cùng, chiếc long bào sẽ được thêu thêm nhiều họa tiết cầu kỳ. Chỉ những loại chỉ thượng hạng mới được sử dụng để thêu long bào và thậm chí còn phải làm từ vàng thật. Hoàng đế sẽ huy động khoảng 500 thợ thủ công để thêu và khâu áo. Và các tủ quần áo hoàng gia trong thời nhà Thanh đều là những chiếc áo choàng và long bào. Nhiều long bào chỉ được dùng trong những dịp lễ lớn trong triều đình, y phục đi du ngoạn, y phục vào những ngày thời tiết xấu và thậm chí những bộ y phục dùng khi đi ăn ngoài trời. Tất cả đều có những kiểu cách khác nhau và đặc biệt tùy vào tình hình thời tiết mà sẽ có áo lót bên trong hay không và sẽ làm bằng những chất liệu như là lụa, da hay là vải sợi. Màu sắc được chọn phải phù hợp với màu sắc hoàng gia. Một trong những màu sắc dành riêng cho hoàng đế là vàng tươi, đỏ, xanh và xanh sáng. Những buổi lễ lớn thì đương nhiên rồi, phải sử dụng màu vàng và những chiếc áo long bào được sử dụng trong những dịp hết sức đặc biệt, thường có họa tiết con rồng vàng nổi bật. Thông thường, hoàng đế chỉ mặc bộ y phục này vào những ngày lễ trọng đại mà thôi. Áo long bào của hoàng đế thường mang nhiều hình vẽ hoa mỹ cầu kỳ và tinh tế. Điển hình là hình ảnh con rồng tượng trưng cho uy hùng và mạnh mẽ. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng của Nho giáo. Con rồng tượng trưng cho quyền lực của hoàng gia và long bào thường có 9 rồng, 2 con ở vai, 1 sau lưng, 1 phủ lấy phần ngực áo, 1 phủ lấy phần tà áo. 4 con rồng còn lại sẽ nằm phần dưới cùng chiếc long bào. Hình ảnh con rồng không chỉ đơn thuần là vật trang trí mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và may mắn. Ngoài biểu tượng con rồng thì long bào của hoàng đế nhà Thanh còn có 11 biểu tượng thể hiện cho sự may mắn. Ví dụ mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, ba thứ ánh sáng quyền năng, ngọn núi thể hiện sự bảo toàn ngôi vị hoàng đế từ bốn phương, cỏ nước thể hiện sự thanh khiết, vân vân và vân vân. Ngoài ra một biểu tượng khác trên long bào là hình ảnh một con rơi đỏ. Con rơi đỏ được phát âm thì nó có nghĩa là ngập trong trận đài hồng thủy của sự may mắn. Áo lót bên trong cũng có hình ảnh của đại dương và núi non. Vì theo quan niệm của người Trung Hoa, hoàng đế là thiên tử, là người có quyền lực nhất trên thế gian. Và thông thường quần áo mặc lâu không giặt sẽ có mùi hôi, mang lại cảm giác không sạch sẽ. Kỳ lạ ở chỗ, áo bào của hoàng đế bị cấm giặt bằng nước. Bởi vì việc chế tác một chiếc long bào vô cùng phức tạp, sử dụng những loại tơ tốt nhất để dệt nên. Điểm trừ phương pháp thêu này là loại tơ tằm cũng như loại chỉ thêu bằng vàng sợi. Khi dệt, một khi động vào nước sẽ bị rửa trôi và mất đi hoàn toàn độ bóng. Vì vậy long bào sẽ không bao giờ được phép giặt bằng nước. Thay vào đó, long bào được định kỳ dùng côn để lau hoặc dùng hương liệu để xông, tránh bị hư hỏng và giữ cho áo luôn được sạch sẽ. Kỹ thuật này cũng tương tự như việc giặt khô lễ phục ngày nay. Đây là phương pháp đơn giản nhất để khử mùi cho long bào. Tuy nhiên không phải lúc nào hoàng đế cũng thích mặc y phục có dầu thơm. Vì vậy khi thấy một chiếc long bào hơi cũ thì nó sẽ bị bỏ đi. Trong cung có hàng nghìn nô tỳ không phải làm việc gì khác ngoài việc quanh năm dệt long bào cho hoàng đế. Vì vậy số lượng long bào của hoàng đế rất lớn, nhiều đến mức mặc xong bỏ đi ngay chứ không tái sử dụng.
Về cơ bản, long bào không bị bẩn bởi hoàng đế chỉ mặc long bào vào lúc thiết triều hoặc là những dịp đặc biệt. Những ngày bình thường thì họ sẽ mặc thường phục. Việc cất giữ và thay long bào cho vua đều do những người có chuyên môn đảm nhiệm nên cũng sẽ tránh được việc bảo quản không cẩn thận mà gây tổn thất hoặc là cũ rách. Và cuối cùng là câu chuyện về nữ nhân duy nhất được mặc long bào khi chôn cất trong lịch sử Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, long bào chỉ dành riêng cho các hoàng đế, tượng trưng cho sự uy nghiêm và quyền lực của người đứng đầu đất nước. Và thời kỳ nhà Thanh không hề có nữ hoàng đế, chỉ có duy nhất Từ Hy Thái Hậu buông rèm theo dõi chính sự. Trước đó chỉ có Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vào năm 1972, các nhà khảo cổ học đã tìm ra một ngôi mộ cổ ở vùng Nội Mông của Trung Quốc. Khu mộ cổ này rộng khoảng 45m và dài 105m. Phía nam của ngôi mộ thì có một cổng lớn, phía bắc dựng một tấm bia đá hình vuông với kích thước 15x15m. Ngôi mộ này chứa rất nhiều di tích văn hóa quý giá, có giá trị sưu tập và nghiên cứu lịch sử rất lớn. Trong quá trình khai quật ngôi mộ cổ, các chuyên gia đã phát hiện một thi thể nữ khoác một chiếc long bào đặc biệt. Thi thể này gần như còn nguyên vẹn, lớp da thì vẫn giữ được tính đàn hồi như người còn sống. Lần theo những dấu vết trong ngôi mộ cổ của những thông tin được khám phá từ trước, các nhà khảo cổ học đã nhanh chóng xác định được danh tính của thi hài kia. Bà là con gái thứ tư của hoàng đế Khang Hy thời đại nhà Thanh, Vĩnh Hiến công chúa. Nữ nhi thời cổ đại thường thành thân sớm khoảng 14-15 tuổi thì vẫn được xuất giá. Nhưng vì Khang Hy không nỡ xa con gái, mãi đến năm 19 tuổi nàng mới được thành thân, cũng được coi là khá muộn so với thời kỳ ấy. Phu quân của công chúa đó là một quý tộc Mông Cổ. Quý tộc này có tên là Ô Nhĩ Cổn. Ô Nhĩ Cổn tướng mạo anh tuấn, khí chất phong độ, hơn nữa còn văn võ song toàn, có chiến công xuất sắc, vô cùng xứng đôi với công chúa. Trong số rất nhiều con gái của Khang Hy, có 5 người được gả tới Mông Cổ, nhưng chỉ có một mình Cố Luân Vinh Hiến công chúa có thể khiến Khang Hy không màng đến đường xá xa xôi tới thăm. Sự chiều chuộng như vậy nhưng công chúa khác không bao giờ có được. Và điều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc hơn là Khang Hy còn ban cho công chúa một bộ long bào, gửi gắm tình thương của cha vào chiếc long bào. Vì thế sau khi qua đời, bà được mặc long bào để an táng, cũng không có gì khó hiểu. Khi mở quan tài của công chúa ra, các nhà khảo cổ còn thấy da của bà vẫn còn đội đàn hồi như đã nói, tựa như chỉ đang trong giấc ngủ vậy. Có thể nói, lăng mộ của bà được bảo tồn rất tốt và chiếc long bào cũng vậy.